Thì ban đầu tôi định là làm một cái gì đó thú vị, kiểu như là làm một cái form Pokemon hay là làm resort match Pokemon, làm map Pokemon gì đó. Nhưng cuối cùng là vì lười nên tôi đéo làm, nên tôi quyết định làm một thứ dễ hơn, đó là làm về anh em. Thì tôi tổng hợp vào mẹ nó những cái comment mà tôi nghĩ là thú vị nhất từ hồi kênh tôi mới thành lập đến giờ. Anh em mà không thấy nó thú vị thì chắc có lẽ là tôi ở xa xã hội lại người lâu quá, bây giờ quên mẹ nó tiêu chuẩn thú vị là gì rồi. 10.000 sub chắc cũng giống vậy á, cho nên anh em cứ comment mãnh liệt vô để 10.000 sub tôi làm tiếp. Và như anh em thấy ở đây thì đây là comment đầu tiên từ 1 năm trước. Và tôi đều biết là 1 năm trước tôi nghĩ cái cờ là cờ tờ giờ mình tôi làm cái nội dung này. Cái ông comment này còn coi video tôi không? Hay vô comment cái. Mà có lẽ thì đây cũng là giá trị cốt lõi của cái kênh này. Nó là tập hợp của những thành phần đáy xã hội. Và thêm một cái comment nữa mà nó khiến cho tôi tự hỏi là 1 năm trước tôi nghĩ cái đế gì trong đầu. Giá như tôi có cổ mấy thời gian thì bây giờ tôi sẽ quay lại thời điểm đó rồi tát vào mặt mình một cái. Hoặc đơn giản hơn là tôi sẽ chôn sống cái thằng bản thân tôi lúc đó tại đó luôn. Xong tôi thay thế nó ở đó và thiết lập một dòng thời gian mới. Còn cái này thì là kỷ niệm hồi 2000 sub. Và như anh em thấy ở đây thì view ít vài lần, nó được có 181 view thôi. Hy vọng là cái video này nó không bị. Cái này thì tôi đều biết phải nói gì luôn anh em ạ. Tôi đã làm một người mất đi thị giác, một người bị mất miệng. Và thậm chí là cái người bị mất miệng nó còn bị tuyên truyền những cái văn hóa phẩm đồi trụy, xoa đọa, vi phạm thuần phong mỹ tục, tiến hóa ngược với xã hội loài người. Như các bạn thấy nó đều được đẹp lắm. Trước đây tôi rất là tự hào về giọng hát của mình. Nhưng mà sau khi đọc comment này thì tôi mới biết là giọng hát của tôi nó được đặt ở sai vị trí rồi. Đáng lẽ nó nên nằm trong thùng rác chứ không nên nằm trong video. Không biết tôi đã làm hỏng bao nhiêu thế hệ rồi anh em ạ. Lại thêm một người mất thị giác. Từ tại sao tôi lại đưa cái comment này vô đây? What the fuck? Thú vị đâu? Đi. Ok thì cảm ơn anh đã chọn video của em để xem. Còn tiếp theo thì anh cứ yên tâm là 70 tuổi xem Pokemon vẫn ok như bình thường. Chỉ là sau này mấy ông mà sản xuất Pokemon ấy, mấy chục năm sau mấy ông đi hết rồi, ở mấy ông xuống dưới địa ngục mấy ông cũng làm rồi. Người ta ở dưới địa ngục cũng coi Pokemon. Cho nên là anh cứ yên tâm về cái độ trưởng thành của mình. Còn cái này thì là của một thanh niên ở trong lớp tôi. Hôm đó là có cái bài vật lý, bài tập vật lý đéo gì đấy. Tôi đéo làm bài tập vật lý, tôi đi làm video cho anh em coi. Câu chuyện nó còn phần sau nữa, nhưng mà cái phần sau nó là bi kịch. Hôm nay là ngày vui nên tôi không nhắc tới. Thanh niên này làm tôi sợ. Tôi sợ là trong tương lai kiểu có thêm mấy ông giống như vậy nữa. Rồi lỡ mà tôi lộ mặt ra một cái, mấy ông đi ra đường, mấy ông gặp tôi, mấy ông lại canh me, dắt tôi vô ngõ hẻm nào xong rồi thông đít nè, sợ vãi liền. Thì vẫn là thanh niên đấy nhưng mà ở comment khác. Anh em đừng có để ý comment ở cuối nha, đừng để ý nó. Nó không có liên quan đâu. Đừng quên đi, đừng nhớ đến nó. Còn thiết thì anh em cứ đưa địa chỉ qua nha cho tôi, tôi tối tôi lẻn vô nhà anh em tôi tẩy não cho. Thì có hai lý do mà tôi không mở. Thứ nhất là tôi lười, thứ hai là tôi không biết mở. Thì ai cũng biết là tôi có thể nghiên cứu cách mở server ở trên mạng, nó có rất là nhiều trên đó. Nhưng mà chung quy lại là lý do thứ nhất, tôi lười. Thì đây là một thanh niên khác, nhưng tâm hồn thì y như thanh niên hồi nãy. Thì tôi tưởng tượng là đến tương lai nếu mà có một cái cơ hội nào đó cho anh em gặp mặt nhau thì tôi nghĩ là cái buổi gặp mặt đó FBI sẽ đứng ngoài chờ sẵn và phục kích, rồi tống hết cả bọn vô tù tại vì đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng và đặc biệt là sự tiến hóa của loài người. Tôi chưa từng nghe đến cái chuyện gì mà ăn xúc xích nó bổ trợ cho cái khả năng chơi game tốt hơn hết anh em ạ. Còn nếu mà bạn đang nói tới cái xúc xích kia thì tôi nghĩ là xúc xích dài nó chỉ giúp cho bạn chơi nhảy dây tốt hơn thôi, tại vì bạn có cái dây sẵn rồi. Thì bạn có thể lấy cái dây đó tập bất cứ lúc nào cũng được. Nó hơi thốn tí nhưng mà nó cũng được. Nó vẫn sở hữu những đặc tính cần thiết để trở thành một cái dây. Còn lâu lâu mà nó cứng lên đó thì anh em cầm đi đánh gôn hay đánh bóng chày gì đó. Đặc biệt đó là anh em nào mới đi đòi nợ, cầm cái cây này đố đứa nào không dám trả nợ. Thì vừa đánh được, vừa quật được, vừa đâm được, lại còn gây sát thương tâm lý. What the fuck bro? No. Cái tình hình này thật là quá là gây go. Nó còn gay hơn khi mà cái avatar của bác để hình chữ G. Thì thanh niên này đang nói đến cái hình dạng của con Thunderous dạng thú á. Mà nếu anh em mà không nhớ thì thôi anh em đừng có ráng nhớ, quên đi. Nhớ lại cũng chỉ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của mọi người thôi. Trái tim tôi bây giờ nó là đóng băng và tan vỡ rồi mà. Bây giờ chỉ có gái, không có gì có thể làm nó hồi phục lại được nữa. Hãy để nó ngủ yên. Thay vào đó ông có thể thử bắt con mảnh thú trong quần. 2 tỷ. Cảm ơn ông đã cổ vũ cho tôi trên con đường làm YouTube này. Không nạn cái là sau khi ông làm comment này thì tôi mất mẹ cái thế giới đó và tôi không chơi Big Araka nữa. Tôi chuyển sang Araka. Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng. Giờ nghĩ lại, giá như lúc đấy không chơi ngu thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể tung tăng nhảy múa cùng những con mất dạy ở trong cái Big Araka đó rồi. Hồng avatar của tôi là ếch, còn cái emoji ông đang xài là con chim cánh cụt. Holy fuck.
Sau này nếu mà tôi quen được ai đang làm một cái animation 210 thì tôi sẽ xin người đó là cho tôi dòng tiếng nhân vật nam. Đảm bảo là view ngút trời rồi, thủng mẹ nóc nhà luôn. Tôi không biết là tại sao nhiều ông lại hay nói là ngôn ngữ của tôi nó mất kiểm soát. Nó bình thường mà, đúng không? Tôi còn một thứ khác cần múp hơn đấy. Bạn có muốn cái này đưa vô là tại vì 3 ngày sau tôi mới nhận ra là from the frog. Frog là con ếch, tức dịch ra là từ một con ếch. Ông muốn cái gì từ một con ếch? Kinh đích của nó ha. Thực ra tôi đéo có gì để comment với cái này hết anh em ạ. Nó rõ ràng ở trên đây rồi. Còn cái này thì là vài thứ thiểu năng ở trên tab cộng đồng của tôi. Anh em muốn nhiều hơn thì anh em có thể ra đó coi. Thì anh em kéo xuống thì thấy một đống ở dưới đó. Ở dưới đó khá là mát anh em ạ. Ông có để máy lạnh ở dưới đó. Và có rất là nhiều người ở dưới đây để chơi cùng. Chủ yếu là mấy bé loli. Nó chỉ là sự thiểu năng thôi. Cái này thì tôi sẽ để cho trí tưởng tượng của anh em nó phát huy hết tác dụng của nó. Anh em cứ đồng rồi xong suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra. No. Và đây là cái cuối cùng. Chỉ là nó chỉ xả dao thôi, nó không có chuyện gì đã xảy ra đâu anh em. Nên anh em cứ yên tâm là tay tôi còn sạch lắm. Và thế là đã hết video rồi đấy. Cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Và hẹn gặp lại.